Rồi cái chủ đề của mình hôm nay là conditional sentences, là câu điều kiện trong tiếng Anh ha. Câu điều kiện các bạn học bên tin học á, các bạn có học câu lệnh điều kiện á, trong Dạ SM cũng có. có, trong Pascal cũng có ha. Ok. Rồi bây giờ mình xem câu điều kiện trong tiếng Anh thì cái cấu trúc làm sao để sử dụng, các bạn coi. Bây giờ bạn coi dùm ba cái ví dụ, tiếng Việt nha. Bạn xem dùm ba ví dụ này, bạn đọc trong vòng 30 giây, sau đó bạn phát biểu dùm ba cái câu tiếng Việt này, nó có đặc điểm gì giống và khác nhau, khác nhau chỗ nào, rồi suy nghĩ đi. Cái câu đầu ba câu này nó giống từ nếu á thầy. Rồi mời ý kiến. Có từ nếu giống nhau hả? Rồi một bạn Có thôi. từ nếu nè. Bạn lọc đi, lọc phát biểu đi. Theo con á thì ba câu này có từ nếu. Có từ nếu với từ thì hoặc thẻ. Rồi Trang, mời giống bạn câu Trang. điều kiện. Các bước Dạ lọc. thưa thầy, theo con là ba câu này giống nhau là đều có từ nếu, còn khác nhau là một câu là tương lai, một câu là hiện tại, một câu là quá khứ. À, rồi cả ba câu này nó đều có cái từ nếu ha, tức là mỗi câu vậy nó có hai vế, một cái vế bên đây là một cái điều kiện, vế bên kia sẽ là một cái kết quả. Nếu cái điều kiện xảy ra thì kết quả nó sẽ diễn ra ha. Nếu thì ha, ở số 1, nếu mà ngày mai trời mưa, ngủ nguyên ngày luôn ha, khỏi dậy khỏi ăn luôn ha. Ừ rồi, còn Ok. câu 2 cũng vậy, câu 3 cũng vậy, và khác nhau chỗ nào các bạn? Khác nhau hồi nãy bạn Trang có nói đó. Bây giờ ở cái số 1 á, ở cái số 1 thì các bạn thấy cái điều kiện này nó có khả năng xảy ra, bởi vì ngày mai mà trời mưa là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra, chắc chắn luôn, thậm chí bão lần khác. Ok, đây là điều kiện có khả năng xảy ra ở tương lai. Nên rồi tương Đầy mưa, đầy mưa. à, câu số 2 nó là một điều kiện không có khả năng xảy ra. Nếu bây giờ tôi là siêu nhân thì chắc chắn khả năng cao giờ bạn không phải là siêu nhân rồi, bạn là người bình thường ha. Không phải, không xảy ra được rồi. Đúng rồi hen, bạn là người trần, bạn là người da mắt thịt ha. Ok rồi, bạn không phải là siêu nhân. Nếu ngay bây giờ bạn là siêu nhân thì bạn sẽ làm những, bạn làm những công việc bạn giúp đỡ được mọi người, ví dụ như bạn tiêu diệt được cái con virus corona chẳng hạn, hoặc là bạn làm cái gì đó khủng khiếp, nhưng mà chuyện nó không thể xảy ra. Đó là thực tế trái với hiện tại, trái thực tế hiện tại. Nếu ngày hôm qua có đi học thì mình sẽ gặp được bạn bè của mình. Nếu ngày hôm qua có đi học là mình có chào cờ rồi, đúng không? Ngày hôm qua thứ hai thì chắc chắn chuyện nó không có, bởi vì ngày hôm qua là mình bắt đầu mình phải ở nhà hết rồi ha. Okay. Đúng rồi. Bắt đầu từ ngày hôm qua là các bạn phải ở nhà hết. Đó là một chuyện không có khả năng xảy ra quá khứ, trái thực tế quá khứ. Thì tương ứng với ba ví dụ này, mình tạm thời mình sẽ phân loại ra có ba cái loại thường gặp. Tức là có nhiều loại lắm các bạn. Đây là ba loại thường gặp, ba loại bình thường, ba cái loại câu điều kiện thường gặp nhất. Thì mình sẽ đặt cái tên của nó theo cái số thứ tự luôn. Nhiều tài liệu cũng đặt theo cái thứ tự này: điều kiện loại 1, điều kiện loại 2 và điều kiện loại 3. Rồi. Ok. Các bạn thấy trong mấy cái câu điều kiện, mấy cái ví dụ hồi nãy á, nó sẽ có ba cái loại ha. Loại có khả năng xảy ra, hai loại còn lại là loại không có khả năng xảy ra. Loại thứ hai là không khả năng xảy ra ở hiện tại, và loại thứ ba là không có khả năng xảy ra quá khứ. Và mình thấy cái cấu trúc của cái câu điều kiện nó sẽ có hai phần, nó sẽ có hai vế ha. Hai vế thì vẽ sơ đồ ra nè. Hai vế, cái vế một vế là nó có bắt đầu bằng cái liên từ if, cái này gọi là mệnh đề điều kiện. Còn cái vế còn lại tôi gọi là main clause, tức là mệnh đề chính, hay còn gọi là mệnh đề kết quả. Nó sẽ có hai mé, nó hai vế ha. Ok rồi. Tổng quát lên là câu điều kiện sẽ có hai vế,
một vế gắn liền với cái liên từ if, tức là if cộng với một mệnh đề rồi mình phải cái cộng mệnh đề nữa. Thì cái mệnh đề màu xanh lá cây mình sẽ đảo hàng trước cũng được các bạn nha. Đảo hàng trước thì mình khỏi cần dấu phẩy. Còn nếu mệnh đề if đứng đằng trước thì if cộng với mệnh đề cộng dấu phẩy cộng mệnh đề nữa. Thì các chủ ngữ có thể giống hoặc khác nhau. Động từ thì tùy loại nào mình chia theo loại đó mình sẽ có công thức riêng. Được không? Cái này là công thức tổng quát nha. Công thức tổng quát. Bây giờ các bạn xem cái ví dụ luôn đi. Mình vô loại 1 trước. Vô loại 1 thì có hai cái ví dụ các bạn. Các bạn suy nghĩ khoảng 1 phút đi. Cái câu ví dụ đầu tiên á, hai cái câu này đều là ở loại 1 nên đó là có khả năng xảy ra hết trơn nha các bạn. Ở cái điều kiện ở cái ví dụ đầu tiên là giống như cái câu tiếng Việt hồi nãy đó. If it rains tomorrow, I will stay at home tomorrow. Nếu mà ngày mai trời mưa, tôi sẽ ở nhà. Tất nhiên là ở nhà rồi, không đi đâu được. Ví dụ thứ hai. Coronavirus can be defeated if everyone stays home until next week. Defeat là đánh bại ha. Nếu mà chúng ta ở nhà, tất cả mọi người đều ở nhà trong suốt đến hết tuần tới luôn thì bệnh COVID của mình có khả năng là được khống chế ha, có thể là virus bệnh sẽ hết. Rồi bây giờ một cái vấn đề là các bạn sẽ quan sát các động từ á, chúng ta chú ý vào động từ ở hai mệnh đề và chúng ta rút ra kết luận xem mệnh đề if thì động từ chia làm sao, mệnh đề chính tức là mệnh đề kết quả chia làm sao. Rồi bạn nào có ý kiến thì phát biểu lên và mình giơ tay lên. Rồi bạn nào có ý kiến phát biểu không? Bạn nào rút ra được công thức không? Mệnh đề if mình thấy người ta chia làm sao? Ở đây là rents nè, ở dưới là everyone stays, còn mệnh đề bên kia thì ở đây là will stay nè, còn ở dưới là can be gì đó. Bạn nào phát biểu đi. Ai phát hiện? Heo phát hiện không heo? Dạ chưa biết. À, chưa biết. Rồi thank you. Tính nói gì tính? Em nhắn cái gì không thấy, không đọc được tính đây. If it rains tomorrow, động từ rains em là đang chưa thì gì? Ở dưới if everyone stays at home gì đó. Chia thì gì? Có đặc điểm chung gì? Mệnh đề if thì mình thấy nó có đặc điểm chung gì? Còn mệnh đề chính thì người ta chia làm sao? Rồi, thôi, vậy thì trả lời giùm các bạn luôn. Các bạn thấy bên cái mệnh đề if á, là người ta chia động từ thêm s này là mình liên tưởng đến thị gì? Thì hiện tại đơn đúng không? Hiện tại đơn thì mình có chủ từ cộng v với s với es là công thức tổng quát ha. Còn mệnh đề chính ở câu if loại 1 này á, là chúng ta chia cái chữ, ta sử dụng chữ will, chữ can, động từ khiếm khuyết ở hiện tại ha. Chúng ta cộng cho một động từ nguyên mẫu không chung. Thì để cho dễ nhớ thì các bạn thấy cái mé bên if á, thì các bạn chia tương ứng thì hiện tại đơn. Còn mé bên kia thì bạn thường sử dụng cái chữ will nhất ha. Các bạn xem nó như là tương ứng thì tương lai đơn. Thì đôi khi các bạn có thể thay will bằng can, bằng may gì đó. Tùy theo cái nghĩa bạn muốn diễn ra. Để cho dễ nhớ nhất thì trong câu điều kiện có khả năng xảy ra hiện tại hoặc tương lai. Loại 1 á, có khả năng xảy ra. Ở mình để if thì động từ các bạn chia tương đương với thì hiện tại đơn. Còn ở cái mệnh đề chính á, thì các bạn chia tương đương với thì tương lai đơn, tức là will cộng với không. Đôi khi chữ will có thể được thay bằng can, hoặc may, các động từ khiếm khuyết ở dạng hiện tại. Được không? Có cần ghi không?
Có cần đi cho một phút rồi có tóm tắt là không có rồi. Em chụp lại được hả? Làm sao làm biết sao mà có bài rồi. Mưa rồi. Chắc mưa tới nữa đúng không? Mưa hay ơi, mưa hay. Biết làm sao? Ý trời mà. Đi ngủ. Nay lớp học ít quá, hai có bảy đứa. Chắc nó quên. Chắc tại quên. Tại quên. Nó quên không con. Chơi Zalo. Tại không có chơi Zalo à. Không biết đọc tin nhắn à. Không đọc không hết. Tươi em tắt thông báo mà em vô em thấy thầy nhắn cái em like, em tìm cái em nghe. Cảm ơn nha. Thế là em biết. À, em chưa tìm hay em tìm lại. Thôi được rồi. Rồi, chuyển nha. Về điều kiện loại 1, tóm lại. Tóm lại là điều kiện loại 1, hoặc có điều kiện nói chung thì bạn sẽ có hai mệnh đề if và mệnh đề chính. Trong điều kiện loại 1 đó là điều kiện có khả năng xảy ra. Có khả năng xảy ra thì mệnh đề if bạn chia tương ứng hiện tại đơn, mệnh đề còn lại các bạn chia tương ứng tương lai đơn. Tức là will cộng với không. Rồi, vậy thôi. Các bạn qua loại 2 ha. Dạ, ok. Bạn đọc ok, hay ok luôn. Thì thể hiện lại cái ví dụ tiếng Việt hồi nãy đó. If I were a Superman now, I would kill coronaviruses. Nếu em là siêu nhân thì em sẽ cứu, lộn thì em sẽ đánh bại COVID. Right. Câu dưới là gì thầy? I could serve you a big dinner if you stay here now. Nếu mà bây giờ bạn lại nhà tôi chơi thì tôi sẽ đãi bằng một bữa ăn thật là to. Để chúc em xuống nhà thầy liền. Ừ, bao gồm mì tôm nha, và trứng, rau rồi, và nhiều lắm rồi đó. Cà bông. Không có nhiều hơn wow. đâu. Wow. Ừ. Không, em sợ không đi được thầy ơi. Hả? Đi giữa đường bị chặn lại thầy. Nhà bạn dự trữ. Trước cửa nhà đó. Con giờ có mấy ông đi công an kìa. Vậy hả? Ở dưới đó là có trực ngay chỗ con ra mà. Đi cũng... ra là vô cách đi liền tại chỗ. Vậy hả? Ngay em nữa là thầy. Đó, sáng sớm đi ngang, trưa đi ngang, tối đi ngang. Cái gì vậy? Đâu mà bắt lo tiền thanh thì nó đâu phát ghê vậy? em thầy ơi. Nên coi tin tức thầy ơi. Nên coi hát, nên theo dõi tin tức. Đúng rồi. Rồi, ok. Sao chia sẻ thì hết viết vô ngã quá vậy? À, thầy lấy lại cái phong của hởm á trang. Thì quên sửa lại đây. Mình chấp nhận ha. Mình cũng phải chịu mình sai chứ. Để lần rồi. Sau sửa. Bạn có chắc là mấy cái từ tiếng Việt khác bạn viết đúng không? Cũng phải có thầy. Khó lắm. Có tự tin nhưng mà con không tự tin. Rồi. Rồi, vậy ai rút ra giùm đi. Wow. Rút ra giùm. Mà các bạn xem giùm cái động từ bên mệnh đề if người ta chia làm sao. Rồi động từ bên mệnh đề chính thầy cố ý là hai câu, mỗi câu một câu là if đứng trước, một câu if đứng sau để cho các bạn biết là các bạn nhớ là if mình đứng trước đứng sau gì cũng được nha. Nếu mà if đứng sau thì các bạn khỏi vô phải. Bạn quan tâm giùm cái chỗ thì quên tô mèo rồi, nhưng mà cái chỗ động từ chia của hai mệnh đề. Ai rút ra giùm nha, nhanh. Con. Thôi cho anh Trang. Trang có tín hiệu rồi mời Trang. Dạ thưa thầy, là theo con thấy thì là cái mệnh đề mà đi với if á, thì là động từ thì chia theo quá khứ đơn. Ok. Còn cái mệnh đề chính á, thì là chủ từ cộng với lại would với lại could. Rồi cộng gì nữa? Rồi cộng với lại cái gì đó này không biết là gì nữa. Về không hay động từ nguyên mẫu. Rồi, có lưu ý gì thêm không? Mình nhìn thấy ví dụ này mình thấy có cần lưu ý gì thêm không? Có gì bất thường không? Có gì phản cảm không? Có động từ nào chia hơi phản cảm không? Ai...
If I were a Superman, then I would kill coronaviruses. If I were. Ủa, a chứ Superman. Ai sao were được? Thì đó. Ok, rồi. Bạn chỉa ra giùm ha. Monday if các bạn chia tương đương, các bạn sử dụng V2 V đi. Monday mấy bên kia các bạn sử dụng would nè. Could cũng được. Might cũng được. Tức là động từ khiếm khuyết ở dạng quá khứ các bạn cộng V không? Để cho dễ nhớ thì các bạn có thể nhớ là Monday if so với cái loại 1 hồi nãy chúng ta lùi dựng bậc nha. Monday if ở điều kiện loại 2 không có khả năng xảy ra hiện tại, chúng ta chia quá khứ đơn. Còn Monday còn lại would cộng V0 thì bạn có thể đặt cái một cái tên là tương lai trong quá khứ này. Would cộng V0 là could mà gì đó. Và có một lưu ý nhỏ nhỏ nữa thì với động từ to be ở Monday if á, thì quá khứ đơn á, chúng ta ưu tiên dùng were. Ưu tiên nha, chứ không bắt buộc nha. Ưu tiên. Rồi, cho một phút cho ai đó ghi nhận lại. Nói chung là này nắm công thức thì làm bài rất là thoải mái ha. Níu kéo. Ok. Câu níu này cũng là nằm câu điều kiện, cũng là nhóm câu giả định đó các bạn. Câu quiz hồi mình học rồi cũng là câu giả định, tức là chúng ta bịa ra, chúng ta tưởng tượng ra, chủ yếu là tưởng tượng ra, đặt lại vấn đề thôi. Đa số là vô vọng, đa số là nói chơi cho vui thôi. Đa số là vậy. Có một ý kiến. Corona đây lại. Sao mới đây đổi tên rồi? Mới đây thành F0 rồi hả? Ôi giời ơi, Corona. Ai vậy? Cái gì vậy? Tiêu diệt nó đi. Lóc nó đi. Để hỏi lây bệnh tùm lum. Ok. Corona chứ không phải là lát. Cho vào viện, cho vào viện cách ly. Rồi. Ghi bài xong chưa? Dạ rồi, chụp rồi. Tóm lại là câu điều kiện loại 2 chúng ta vẫn có hai mệnh đề, mệnh đề if và mệnh đề chến. Khoan thầy. Ai kêu tôi khoan? Stop thầy ơi. Khoan cái dừng gì? Lại thầy ơi. Cái gì? Bạn nào kêu thầy khoan nữa là khoan cái gì? À biết đó. Khoan qua. Khoan qua đúng không? Câu điều kiện loại 2 các bạn có không có khả năng xảy ra hiện tại. Mệnh đề if chưa quá khứ đơn, mệnh đề chính, mệnh đề kết quả. Chúng ta chia would could hoặc là might cộng với không. Rồi ok tính. Lưu ý là chúng ta không sử dụng then nha. Các bạn học một số bạn học tin học có gì có một số chương trình bạn viết if rồi bạn then. Nhưng mà khi mà mình viết cái câu thực tế tiếng Anh như này chúng ta không cần sử dụng then nha. Khỏi. Không có if.